Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Các bạn chờ một ít nhá, mình sạc cái máy cái nào. Trời ơi, cái video phát là thấy hết pin luôn. Hôm nay sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái dự án ví Tron nhé. Tron Link Wallet. Bạn nào có ví Tron Link mà lâu lâu rồi thì các bạn vào claim nhé. Mình thấy các bạn bấy bảo là cái ví mà có ví Tron Link mà lâu rồi ấy thì mới được, còn cái ví mà chôn link mà mới là không có được. Đấy thì mình thử nhá. Ở đây là con PAZ First Airdrop nhá. Thì mọi người sẽ log in với cái ví chôn link. Mọi người copy lại cái ví này, dán vào cái ví vào đây. Mọi người ấn vào submit. Thì các bạn thấy ở đây nó cho 10.000 nhá. Thì cái 10.000 này thì mọi người sẽ vào cái phần đây, mọi người kéo nó lên thì mới hiện nhá. Ở đây là chúng ta chưa thấy cái đồng ấy của mình phải không? Thì mọi người vào cái phần phần cộng này nhỉ. Free. Đây đây đây. Chúng ta sẽ ấn cộng lên này. Cộng lên này. Cộng lên này. Cộng lên này. VLE có cộng nốt lên. Rồi ở dưới này có rất là nhiều cái đồng mà mình có nhá. Đây này, có nhiều đồng mình có thì mình thể ấy sau. Quay lại đây đi đã. Đây các bạn ơi. Đấy, chúng ta sẽ có cái đồng này, mọi người ấn vào đi tay nhé. Đi thẻo, đi thẻo. Các bạn copy lấy contract. Vào sàn The con này như là nó bán được luôn ấy, nhưng mà lúc nãy thấy một số bạn bảo là cái lúc nãy thì thấy nó có giá cao nhưng bây giờ giá nó xuống thấp rồi. Mình về nhưng mà mình chưa có bán. Đấy, các bạn ấn vào add nha. Đấy, các bạn bán. Đấy, còn có 7 đồng thôi mọi người nhá. Đây, nó xuống này. Có lúc nó lên tới tận đây thì nó mới giá nó mới cao này à. Bây giờ nó còn được 7 trôn nhá. 7 trôn thì một trôn 0,06 không? Thử xem nào. USDC 0,5 USDC mọi người ơi. 0,5 đô la nhá. Đấy, con này là bán được luôn đấy nhá các bạn nhá. Các bạn swap luôn này. Đấy. Các bạn ấn vào accept. Đấy, xong rồi nó có phim đến với social swap nên là mình swap luôn nhá. Đấy, ở đây thì các bạn vào copy swap nhé. Free là 60 đồng. Đấy, thì mình chưa có swap. Đấy, cho mình sẽ quick nhé. Mình sẽ để đã, tại vì là ở đây này, mọi người này. Cái chỗ này là nó là một cái sàn đấy, mọi người ạ. Đây nhá, exchange countdown là còn 1 giờ nữa. Ở đây nha mọi người. Sau này thì nó sẽ hiện như này. Nó là một cái sàn đấy. Đây. Đấy, thì mình chưa có bán cái dự án này, mình để xem thế nào đã. Đấy, bạn nào mà claim thì làm theo hướng dẫn của mình nhé. Để link ở bên dưới cho mọi người cùng claim. Các bạn nhớ là các bạn sử dụng cho mình cái ví Tron mà các bạn có trao đổi và đã làm lâu rồi nhé. Còn ví Tron mới hình như là vẫn không được ấy. Các bạn mà ấn vào mà thấy nó ở đây có 1.000 là có được nhé. Là nó sẽ trả về ví rồi đấy mọi người nhé. Đấy, link các bạn giới thiệu bạn bè ở đây này. Đấy, copy lấy giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia. Cái link cái bạn bè thì mình thấy nó có trả vào ở đây này nhưng mà chưa thấy nó trả về ví, mình cũng không biết là nó trả hay không nữa. Tại vì nó không có cái rút nút rút mà. Thì khi các bạn ấn vào claim submit thì nó chỉ trả có 10.000 thôi nhé các bạn nhé. Đấy, sau đây cái sàn này nó mà hiện nó mà sau 1 giờ nữa mà nó có cái giá cả hay là thế nào, test thế nào thì mình sẽ thông báo sau cho mọi người nhé. Mọi người cứ làm như thế này trước đi cho mình nhé. Thì một ACC là các bạn được 0,5 đô la nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.